giới thiệu đi. Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel Sắm Dừa Tiêu Quay của chúng mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một món ốc. Ốc gì mặt trăng, ốc mặt trăng. Ốc mặt trăng. Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sắm Dừa TV. Hôm nay Huy sẽ review cái món ốc mặt trăng này cho mọi người xem cái cảm nhận của Huy ăn như thế nào. Thì Huy sẽ ăn cái món ốc mặt trăng đây này với lại cái chiếc mắm gừng. Đây, rất tuyệt vời luôn, chiếc mắm gừng vừa mới đâm xong luôn. Cái này cái này là muối tiêu, một lát mình sẽ ăn thử chứ cái muối tiêu này nó có khác lạ như mắm gừng hay không. Mình sẽ thêm một miếng vài miếng xài này. Thì mình có một ít xoài bầm nữa này. Đấy, xoài bầm này. Quý này chưa ăn. Thấy chưa? Ủa ta tâm đâu? Tâm. Tâm rồi. Hồi đó cái này không còn tâm không? Cái con ốc này thì mình không cần tâm vẫn được, mình rắc rắc này nó ra đây nè. Đấy. Đó thấy chưa? Con này thì nó cũng cát nhiều lắm. Mọi người rửa thật kỹ nha. Rửa mà không kỹ là ăn là đau bụng chết luôn á. Nhìn cái con ốc nó đã không? Cái này, cái con ốc là nó buông cái nắp ra luôn này. Cái này mắc hay rẻ để cho tụi người ta về xem ta mua ăn không? Đó. Rẻ à. Chua, chà, cái thịt này. Wow. Nguyên con luôn này. Chua. Nó thơm mùi sò nữa. Nó mà ốc mà nó thơm mùi sò. Nó có cái phần bít nó màu xanh. Cái phần này là cái phần gan của nó này. Đạo gan nó màu xanh này. Nó nhẫn nhẫn một xíu. Mọi người thông cảm là cái giờ này nó hơi gió cho nên là mình sợ cái âm thanh nó không được rõ lắm. Nó hơi nhẫn nhẫn. Nhưng mà nếu mà ai mà ăn được cái phần màu xanh nó rất là tốt luôn. Kiểu như nó ăn cái rong biển á. Rong biển là nó có những cái vị thuốc ở trong đây nè. Nhớ hồi xưa mà mình hồi nhỏ á. Giờ mà mình kể nữa. Và ok mọi người thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu ăn và thưởng thức thử cái mùi vị của cái ốc mặt trăng này nha. Ok. Giờ mình ăn thử cái con này luôn. Mời tất cả mọi người cùng ăn với mình nha. Ok, mình sẽ review nha các bạn. Sẽ review thử món ốc này. Rồi, mấy anh em cùng ăn với mình luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn bạn ơi. Cái phần màu xanh trước. Ghê ạ. Ăn thử coi ông nói đúng không? Cát rồi. Con này thì để cho nó. Mời mọi người miếng nha. Chắc là mình không có ăn cái phần đuôi nữa. Thấy màu xanh xỉu. Cát luôn dùng nó bụng á. Mời các bạn nha. Phần đuôi nó ngắn đắng. Nhân nhân. Nó ngon quá. Chủ yếu là cái nước mắm thôi. Chủ yếu là ngon mà ngon nhờ nước mắm. Nước mắm ngon mà ngon. Nước ngọt bám. Ốc này thì nó dai. Thịt nó giòn. Nó sực 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 lắm. Mùi vị đắng. Ngon. Mẹ ăn cái đít nó đắng. Trời đất trời. Ốc này hồi xưa ở trong Cà Ná nhiều lắm. Đó mình hay đi chơi á. Con nhỏ nhỏ bắt mà hả? Ừ. Vô đó bắt đã lắm. Chỗ người ta kêu gọi là ốc dỗ nữa mà. Này gọi là dỗ đó, dỗ 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 là. Dỗ ấy á mọi người. Nhìn cái nắp đó này, nó có gai 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 luôn. Đồ. Nhỏ quá. Mời các bạn con thứ hai nha. Cái nào đó là hay ăn à, đục lửa là làm cái chung gió. Có ăn ốc này ưa đục lửa là làm cái chung gió treo nhà. Wow. Ở đó ở đây này. Cái xóm này nè. Cho mừng xóm này mọi người thông thiện lắm. Mà những ngày nắng nóng như thế này là bắt đầu kéo nhau đi biển, thì thường là đi biển Cà Ná, tại trong đó nó còn ốc cái này cái kia nhiều quá, nó sạch sẽ lắm, biển rất là trong. Mà đi không phải là đi xe máy đâu, đi xe ba gác á. Ba gác của ba này nè đó, ba lăm á, đó đi xe ba gác mà không đó. Phải là xe hoa lâm bây giờ đâu, xe ba gác mà. Ngồi về sau mà đẩy cái ở trước cái thùng phía trước á, chở nguyên cả xóm đi luôn, đem này bịch nước bịch đá rồi son chén đủ cái thứ á để đi theo nấu ăn luôn, kiểu mà như mình đi cắm trại vậy. Rồi vô bắt cái con ốc đây này, luộc luộc. Đây cách ăn rất là đơn giản này, luộc rồi đem theo gia vị mắm muối rồi cái thứ luôn, làm ăn tại chỗ rất là ngon luôn, mà vui là vui. Nhớ cái hồi xưa đó vui thiệt luôn. Còn bây giờ thì nói chung giờ mà nó phát triển mà thấy. Các bạn mà có nuôi cá cảnh á, các bạn lấy cái này về bạn bỏ vô trong cái hồ
đẹp đi nha các bạn. Được ngon mà. Bổ mà. Ốc này đúng là ngon thiệt luôn. Mà có một cái điểm yếu là ốc này nó hay cát. Phải ăn kỹ một xíu. Hoặc là mình ngâm cho nó lâu cho nó nhả cát ra. Vỗ, cái này chấm mắm phải nhiều hơn, múc gần lên ăn nó bập bình lắm. Bữa nay Trọng Lý bệnh rồi. Trọng Lý thức đêm nhắc cho lại gái quá, Trọng Lý bệnh rồi. Tiếp theo là mình ăn thử cái muối tiêu à. Ăn với ốc này với muối tiêu thì nó có khác gì với mắm gừng á. Đổ ra luôn. Đấy. Wow, quá đã. Muối tiêu không biết có mày mùi gì không? Muối tiêu. Mời mọi người ăn thử con chấm muối tiêu này. Để em chấm thử. Mời gì em? Wow. Ngon. Nhức nách luôn chứ, ngon. Muối tiêu này xíu ớt nữa, cái này chưa có ớt đâu, xíu ớt nữa cay cay cũng ngon. Ớt cả vừa chấm vừa cắn à, cái vị ấm bụng luôn, gừng cũng ấm bụng mà tiêu nó cũng ấm bụng, ngon hơn. Ngon hơn là, nhưng mà nó hợp nhất là mắm gừng. Nói chung là muối tiêu thì nó vẫn ngon. Trưa nắng với bốn thằng ăn ốc. 12 giờ chưa ta? 12 giờ rồi. Ở đây nắng nóng gì mình ở nên thuận quen rồi. Nắng nóng bên năm. Cái phần đuôi nó két lắm nha. Xem này. Bây giờ két không? Cho nên mình ăn thật là kỹ, đừng có ăn cái phần đuôi này. Cái chân đau bụng á. Nó ngon mà nó ngọt. Ốc này đúng là ăn nó nhai nó sực 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 đá. Giòn cái thịt ngon. Đó, ốc này ở rạn san hô nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ người ta bắt nhiều quá. Nên không phải chú. Bây giờ bắt khó lắm. Ra ở bên này cái gì nó không thấy nó không có. Giờ đó. Rồi đại bớ hướng chấm con. Ăn đi Nhật hả? Để nó xài cũng hơi bằng đấy à. Khe mà nó để gì đâu các bạn ơi. Lúc này là sáng mua là nó còn sống luôn á. Có cái mỏ mà nãy nó còn luôn. Nó mà nó còn hạ mình đổ nước vô nó hạ hồng vô mà ra mà. Hạ cái nắp vào. Đây. Trời ơi là trời, trời ơi. Giờ ở Ninh Thuận mình đi thì tháng không rồi. Rất là nóng mà không có nước nữa. Mà hôm nay là bên Bộ Thủy Lợi mới thả nước về để cho bà con mình trồng trọt á. Chứ hạn quá rồi, ớt nhà mình nó cũng khô cũng héo luôn. Chạy nước vô cái nó tỉnh nó mừng từ nó vô đó. Nói gì lại cái ớt. Mình cũng buồn ra tâm sự với mấy cái ớt. Nói sao bữa giờ không có chạy nước cho nó. Buồn khóc. Bây giờ mới chạy nước cho nó vui. Ai mà xem xong video này á, chạy ngay chút cho mua về ăn liền luôn á, nó ngon. Phải
để sạch một xíu là mình ăn nguyên con nó mới đá lên. Nãy giờ em ăn nguyên con mà. Nhìn đẹp hơn cái đít là đẹp không? Này test test thử dày dày. Cái này đẹp. Giờ sao uống mà. Nó hơn không? Nó hơn gì? Ngồi chơi rồi. Cây hả? Để view miếng chanh đi. Chanh luôn. Ở đây review tôi không phải là. Này khó lấy ra. Ủa mấy này có mấy cây tầm đâu? À, không có tầm người nữa. Không có lại nữa. Sâu quá. Nấu vậy. Sẽ đi đập đá. Tiếp luôn. Tiếp đi ấy. Miếng chanh này bạn ạ. Cái này ăn cái đảo mấy ăn cái cầm cái búa. À đó. Con nào mà sâu quá lấy búa đập. Đây đâu ba nó. Ui. À đi, cầm lấy review thử nhận xét cho mọi người xem thử. Nó cũng các bạn à. Trời ơi, cái gì? Hành tròn kìa. Wow, con này đủ sư luôn. Trời ơi. Đây, mời quý vị con mơ nha. Ấm lò. Sư to. Mời quý vị là thính giả nha. Ghê gần. Cái phần đuôi nó ngọt, nó mềm đã ghê không? Nhưng mà tí cái là nó bị két. Có làm, có ăn hay không? Đúng không? Cầm cái con ốc ra đây đập. Để đá đập, để có ăn. Đắng. Cá không to. Bụng ai mà yếu ăn cái này rất dễ đổ bụng luôn. Hôm nay mình thử test test thử dài dài mình dùng dưới hè mạnh. Test đi rồi tối về công. Dành cho cậu. Ăn cái đầu thôi. Sạch sạch lực để sạch quá. Con này mà rong sạch là ăn nguyên con luôn. Ăn luôn vỏ luôn. Nãy giờ cho nguyên con không đó. Chú cha mẹ. Ăn ngon không mà đâu lên chắc không ai làm gỏi đâu. Ăn gì chất lượng. Ăn cái vỏ hay không? Mình chỉ cần rắc một cái ra nó ra luôn rồi. Ốc này khỏi còn lễ khỏi gì hết. Mấy lần hay ăn đó đi bắt ở Thanh Long bắt ở lầu ở quận nào xíu ở con ốc cỡ một có Nhật biết đi bắt rồi. Giờ thì có mấy nó mà ba má nhắm cho là mình gặp. Ở đó là cỡ đó người chạy ra tắm mặt ăn lại chứ. Cầu dài con ốc này nó giòn đã luôn. Khuê. Nhai đã ra. Trời ơi, tu tướng mỏi. Lúc mà mình cắn cái miếng ốc á,
mà nó vô tình nó trúng cái miếng xài á, cho hai cái tí nước bọt 2 lít mình nó bắn vô, bắn trúng miếng xài nha, xong nó tẹt vào cái miếng ốc, bắt đầu hai cái miếng nó tan chảy ra, nó trộn lại, đánh lộn mà, hai cái đánh lộn ầm trong miệng mình á, miệng như muốn nổ tung luôn. Đó, mình chỉ biết là nhắm mắt là thưởng thức thôi. Sau đó thì nuốt xuống. Rất là ngon. Ui. Wow, đã rồi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video mình review cái món ốc mặt trăng này. Thì nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Sắm Nhiều TV của tụi mình nha. Tôi xin chào tất cả các bạn, hẹn các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Xin chào. See you again. Wow. Wow. Gan nó. Ăn luôn. Con gan nó, con gan. Gan nó. Con gan là gan nó. Gan nên mình không dám ăn. Này. Ăn gì vô đâu. Ngon.